Đây là Persian dành cho game thủ chim sẻ, một đội quân rất mạnh ở trên map là. Và đối thủ chúng ta sẽ cầm quân gì, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Một bài đấu được cầm pơ tới từ game thủ chim sẻ nắng. Và cho xoắn thì nháy nhanh hơn nữa được không? Nháy thế chậm quá, vẫn nhìn thấy được. Quả đầu 7 cây đến từ game thủ chim sẻ, và tất nhiên là cái BG vào giữa vào quả rồi. Hai dân ăn chéo, một dân ăn từ 9 giờ, ba dân ăn chéo luôn. Đây. Không nghe lại không nghe. Còn một dân bên kia nữa anh em ạ. À, thì nó sẽ bên kia không? Đấy. Tí nữa chúng ta có thể chỉnh con này cua vào cây quả ở bên phía tay phải. Sau đó thì con kia sẽ ăn phía còn lại là ok. Rồi xin phép anh em nhập quân cái. Em ơi! Bơ cho anh em nhá. Cho anh điều hòa tăng nhiệt độ lên một tí. Lạnh quá. Sếp anh bảo không chịu được. Làm vòng đi dò thôi. Một bài đấu được cầm pơ với một thế bài khép góc 9 giờ. Người yêu đầu 7 con luôn. Không nghe và lại không nghe. Người yêu về. Tí thì mấy con voi nữa là đẹp đúng không ạ? Anh em dự đoán như thế nào về tỷ số kèo này? Có một anh em đang dự đoán là 4-1 à? Tại sao không phải là 4-0 nhỉ? Ây à. Nhanh tay đấy. Và xử lý hơi nhanh tay anh em ạ. Kích rất vội. Rồi nhưng mà là rừng đẹp luôn. Hoàn toàn có thể đánh cung A thủ về thủ phù. Với một con cho son như thế kia. Phê cũng được. Hello, hiểu về. Hello, hello anh em nhá. Rất mong anh em trong chúng em xin một like, một nút chia sẻ video livestream ạ. Và đến với trận đấu đầu tiên ở trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online nền tảng livestream có nội dung eSports bản quyền của VTV Cup. Online sẽ uy tín năng tương tác độc quyền, vừa xem giải vừa có thể chơi mini game nhận quà hấp dẫn. Online VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng chim sẻ nắng và cộng đồng Ai Việt Nam trong khoảng thời gian sắp tới. Hứa hẹn với nhiều giải đấu và chương trình hấp dẫn hơn nữa. Rất mong là anh em ủng hộ cho nền tảng online. Như các bạn có thể thấy là trong ngày hôm qua chúng ta đã có một trận đấu chung kết giữa chim sẻ nắng và bộ đôi U98 và bệnh viện Anthony, nhưng mà thẻ đã không thể vượt qua được bộ đôi U98 và Anthony. Cái bộ đôi bên kia khỏe quá mà cũng đỏ nữa. Hôm qua không biết có anh em nào xem không. Đánh chạm 9 thì cầm hai trận xe, ba trận AC, một trận pô nữa. Ôi giời ơi. Kè. Buổi tối ngày hôm nay không có mini game anh em nhá. Đang làm vòng đi dò nữa từ game thủ chim sẻ. Bài mới chỉ có đúng hiệu đầu một con xe dò quả đầu 7 hết. Hiệu đầu 6 con về rồi. Với hiệu 6 này chúng ta ép đời 2 thì vẫn ok thôi. Câu chuyện là như đoán tiếp theo như thế nào. Đấy, những tình huống mà đánh chế mà gặp mấy con dân lắc lắc này là cũng hơi khó chịu này. Thêm vòng đi dò. Bài đang có 47 hiệu đầu, chán thì S đầu đã thiết kế tại một cái rừng thông như thế này rồi. Xem trên online thì rất là nét và không phải cắt tài nguyên thực gỗ xuống dưới anh em ạ. Bởi vì nó không có chữ trực tiếp gì cả, nó chỉ có một cái logo bên phía tay phải màn hình của anh em thôi. Đây, chỉ trượt. Mà lại không có gì nữa kìa. Bịp. Kiểu gì nhỉ? Lúc đầu thấy quả 7 bầy yêu ngon nay rồi mà lại phải đi đập lô ạ. Bài này bắt đầu giảm dần đến cái đủ chim sẻ, đánh ít dần rồi. Bây giờ phải đập được bầy hiêu hay là mấy con voi thì mới ngon được, chứ không thì cũng khê lắm. Cho son phù nó rẻ, bài này thì chúng ta cũng có thể kín nhà rồi. Câu chuyện là đồ ăn tiếp theo nó nằm ở đâu thôi. Đây rồi, quả bú tạm vậy. Trước mắt là nhai mỏ quả này đã, xong rồi đập thêm tơn nữa. Một mỏ quả này không lên đời, hai mỏ quả phù, thôi đi tìm hiêu đi. Chỉ ăn hai mỏ quả này thì không biết bao giờ mới lên được đời các bạn ạ. Sẽ là rất muộn đấy. Ồ, ăn chanh luôn, chanh Boonstor VN nhá. Hello anh Giai. Giờ này anh Giai đang ngủ chưa, có thể cho em mời cốc nước dừa được không? Quick. Và như vậy là 7, 45 với bài 25 dân chứ. Ây da. Thật luôn. Rồi vậy. Vậy trên. Vậy nào. Vậy. Này này. Này này. Đi qua được ạ. Cày thế. Vâng, ui lại có sư tử ở đây nữa này. Như vậy là nhà là bạn ở mặt kia. Dân ca mình. Thôi rồi, không nghe mà lại không nghe. Về đây em ơi. Hãy về đây bên anh, Khánh Phương. Cày. Bạn đứng trên dốc phì chết con vòi mất rồi. Thôi BB đi. À BB đóng rồi nhỉ, sorry. À, chưa à, tưởng đóng rồi chứ. Rồi, đây sẽ là chiếc nhà BB đến từ cái đủ chim sẻ. Bài là bạn ở khu vực góc 1 giờ 12 giờ gì đấy rồi. Bài là bạn dò 17%. Ăn xa phết nhỉ. 6 giờ có bầy hiêu này. Tí xuống khai thác tiếp bầy hiêu dưới đấy nữa luôn anh em ạ. Để có một bài đấu ổn về lực dành cho cái thủ chim sẻ nhắng. 25 dân đánh L chuyển A. Đây sẽ chiếc nhà BL. Công luôn như gì nữa. Tí thủ cái phù cũng chuyển A sau. Đây sẽ BM đang đợi gỗ anh em ạ. Vì chúng ta có phải thiết kế thêm chiếc nhà BS nữa. Với E chặn dân câu voi nhưng mà nó không thành công. Cụ ơi. Có nhỏ à.
Chúng ta hãy cùng chờ xem bên kia lên đời như thế nào anh em nhá. Với việc ăn tranh cả hươu cả voi như thế này, kích đời ở 10-28 với 25 dân dành cho cái đội chim sẻ. Và con đang chặt gỗ không? Đang thiếu gỗ. Đây còn bầy hươu thế này nữa, đang chặt gỗ luôn rồi. Ý đồ là rất rõ ràng. Trên chỗ đấy thì nó hơi hớ hênh một tí. Đây con giò đến nơi đội chim sẻ và cơ cấu trước nhà BS để có thể khai thác vàng đây rồi. Làm tí thịt sư tử nữa luôn. Ăn tất, ăn cả đất xung quanh. Vú hết. Tầm này rồi. Hải tinh tế quá, anh vẫn đang lơ ngơ mở cái chỗ bình luận mà Hải đã thấy rồi. Ơ kìa, ai như em thì ruồi muỗi bay qua em còn biết con nào là con đực, con nào là con cái. Thì anh bay qua rất tất nhiên là không phải ruồi muỗi rồi. Thì phải nhận ra ngay. Đúng không ạ? Anh yên tâm, em tinh tế lắm. Các bạn đứng đập BG ở cái thủ chim sẻ. Đây là những tình huống mà các game thủ hay bị dính lỗi đập móng nhà ấy. Phía trước ấy. Tức là các bạn đang đập con giò chạy mất bóng. Mà có cái móng nhà gần đó là dân sẽ tự quay sang đập cái móng đó. 98 hay sử dụng cái bài đấy anh em ạ. Bấy yêu 4 con từ cái thủ chim sẻ thôi. Ok. Để bấy yêu này nữa nhưng mà chưa thấy con giò đến từ đối thủ luôn. Chưa thấy anh hội hello hay là anh Phan Chiến có ngựa giò vào nhà chim thủ chim sẻ. Và đây là dân của đối phương. Ra lên đời xong rồi 1L. Đến sớm hơn đội bạn. Đủ 1P không? Mình nghĩ là nên làm một cái nhà BP đến từ thủ chim sẻ là hợp lý nhất. Nhưng mà bên kia lên đời muộn thế. Vâng, hai người một màu ăn xa lên đời rất muộn dành cho bộ đôi hội hello và anh Phan Chiến nhá các bạn. Bị chọc vào mỏ gỗ như thế này thì lấy đâu ra gỗ mà đóng về. Câu voi lại chết xa thế này. Vâng, đây. Voi đóng S nhân đôi ăn cả voi cả vàng này nhưng mà lạc đà đến rồi các anh ơi. Ôi ôi. Đây ba con voi phải đóng S á. Hình như là một anh chơi hay sao. Vâng, tạm lại là 31-32. Lạc đà đến như này chắc quýt rồi và tỷ số là 1-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay khá đơn giản. Với bài Persian, thực ra bài Per này không đẹp đâu. Nhưng mà bài bên kia cũng ối rồi ôi luôn. Chúng ta cùng chờ đợi với trận đấu thứ hai ngay sau đây rồi. 1-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng anh em nhá. Tặng bóng bay thì anh em mua bóng là được. Ia đây rồi, lại chém tuyển rồi. Bên kia cầm quân gì? Xe anh chủng gì không? Xoay quân. Thật nhanh. Ui, quần đẹp thế. Hảo anh em ơi, sẽ cầm Ia. Anh em có nhìn thấy quân của đội bạn là quân gì không ạ? Thì tôi thấy sẻ nháy nhanh quá. Nên tôi lại phải nhập quân đội bạn vào lập ban. Không nghe và lại không nghe. Rồi, Ia đối với ban. Làm một bài cung A chơi vơi nào. S đầu, à xin lỗi BG để khai thác quả đầu 7 cây. Bầy hiệu con voi đã có, rừng cũng có luôn. Chưa thấy vàng thôi. Hải có đăng ký săn chim sẻ không em? Em nói thật chứ bây giờ em mà đăng ký thì không có ai bình luận cả. Ê... bảo Cami bình luận thì em không biết cặp cùng với ai. Giờ mà sẻ đồng ý cho em cặp với Mạnh Hào hay là Xuân Thứ thì em cố đấy. Đây là một quả đầu dành cho đủ chim sẻ. Quả 7, bầy hiệu 6 con, 5 con, một con voi. Cố đầu cũng không phải là quá xa. Chỗ này liệu phải đôi voi hay không? Bên kia chậm dần rồi. Hai anh em, à không, bây giờ đội bạn nhanh dần. Sau đó các bạn quên mất là pan đấy. Chết giờ. Rồi làm tới 7 dần rồi ạ. Nhanh thế. Ông hệ này là hệ cung Adam 10, lấy lại tôn nghiêm à. Ok, cảm ơn Boostor VN với 20 quả bóng bay nữa nhá. Thank you anh rất nhiều. Hai dân tách ra đi dò hai hướng. Và có thêm con voi thứ hai, có thể là con voi thứ ba. Nhưng không, sang mấy bản đồ. Nó vẫn là hai con voi. Đưa voi về. Ba voi hiêu đầu dành cho cái đủ chim sẻ. Câu không lại thôi. Nó lại quay sang lùa hiêu. Thật lắm trò. Ê. Tìm mỗi mỏ vàng nữa thôi đấy. Hiêu đầu đang có 5 con. Voi 3 con, quả một mỏ quả phụ rồi. Đùa bầy hiêu này về. Con này phi rồi, phi con khác. À kè, đố phi con đấy phát nữa. Hải ngồi gần sẻ không em nhỉ? Tất nhiên là em đang ngồi cạnh rồi anh. Anh có nhắn nhủ gì ạ? Anh báo cáo, à anh cứ báo đi để em nhắn nhủ cho. Hay là muốn đấm đá gì thì anh cũng bảo luôn. Nick cho cái ngay. Cũng ai Adam 8 rồi. Rồi. Bình thường cầm cung A Min Man Dam 10, cầm Yamato thì cung A ra Dam gọi là Dam. Dam em nghĩ là cầm Ya vẫn thích ấy. Dam chắc 9, không được 10. Thôi, end đầu thôi. Ồ, thiếu tí gỗ. Vàng đâu? Vàng đâu vậy? Cày. Đánh thì không đánh, liên tha liên tiền này nữa. Để anh nhắn bằng bóng bay à? Ấy à? Vâng, anh chơi quả bóng bay và chat cho game thủ bằng bóng bay này. Hay quá anh ơi. Đây là S đầu dành cho game thủ chim sẻ. Và vẫn mang về đi tìm vàng nhưng mà đối đầu với Pan.
quả phụ này gần với con vực này. 60 quả bay sẽ cười chào anh em cái nào. Cười luôn như trời. Không nghe, lại không nghe. 60 quả bay cười ngay anh ạ. Nay có mini game anh ơi. Bắt đầu đưa voi về đây rồi. Đây rồi. Cái chúng ta cần thì nó đã có anh em ạ. Vàng hơi xa một tí, nhưng ăn được là được. Có vàng rồi. Kiểu gì chúng ta trả lên đời sớm với con Pan. Ở đời 3, đời 2 thì chưa biết. Quả phụ 6 cây nữa, mắc mêu quá. Giờ mà biểu diễn được quả cầu voi trên sân tối thiên ở đây mới là đẳng cúp. Anh em biết chiều này, nguyên chiều này. À nhầm, 2 ngày hôm nay chứ không phải chiều này. Chỉ ngồi làm sao để câu voi chết dân tối thịt được. Nhưng mà không làm được anh em ạ, nó rất là khó anh em nhá. Câu voi chết dân tối thịt nó khá là hắn ý mới xảy ra đấy. Rồi, con voi tiếp theo sẽ đưa về và đây sẽ là con voi thứ 2 dành cho cái tụ chim sẻ. Và đến với trận đấu thứ 2 trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về nền tảng online. Online là nền tảng livestream các nội dung eSports bản quyền của VTV Cup. Online chỉ với tính năng tương tác độc quyền, vừa theo dõi giải đấu, vừa chơi mini game nhận quà hấp dẫn. Đấy. Online VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng và cộng đồng Việt Nam trong khoảng thời gian sắp tới. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chương trình giải đấu đặc sắc hơn nữa. Rất mong để anh em ủng hộ cho nền tảng online của chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Và quay trở lại với trận đấu này, chiếc nhà BB đã được thiết kế tới từ game thủ Chim Sẻ. Bài này mặc dù đóng 2BS nhưng mình nghĩ là sẽ vẫn sẽ đóng BL trước. Thì bên kia đang có bài đấu mắc binh 18 dân và 14% chỉ số. Bài đấu khá là mắc binh, khả năng vẫn phải đánh BL trước. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ đến những câu chuyện đó là thủ phù rồi chuyển sau. Chứ chưa thể đánh thẳng cung 2 bài đấu này được. Đấy, đời 2 bạn lên rất sớm như kia. Bài mắc binh mà, hình như là 14% chỉ số thì phải. Vàng chúng ta cũng là vàng ngoài nữa. Nên để chuyển thì mình nghĩ sẽ là ok hơn so với việc gõ thẳng cùng A. BLBM chưa đánh thẳng cùng A bài này rất dễ toàn. Rồi bạn lên sớm đồn biên cái là gãy ngay 10-20 với 26 dân của Yamato. Đừng chặt gỗ nào, xin con giò đừng kê. Bây giờ mà đẩy giò đi thì cũng dở. Bắt buộc phải để giò đứng thủ. Tí vẽ ruộng thủ phù nữa. Rồi bắt đầu kéo dân đi ăn vàng. 6 dân khai thác vàng ở đây. Đã có giò đến nhà rồi rất sớm. Đấy, các bạn thấy chưa? Bài như thế này mà đội bạn mà chúng ta mà đánh cung A cái là gãy ngay. Cả con Pan này nó lên đời sớm, nguy hiểm lắm. Cơ cấu dân bỏ vàng đã. Không biết là vương công P lên hay không thôi. Đây cũng chờ nhá. Con giò về thủ đây rồi. Mà không được công giáp con giò thì cũng dễ, hơi khó để thủ con giò đội bạn. Khi mà giò đội bạn là giò công giáp. Chúng ta đã chủ động nâng công nghệ chặt gỗ rồi, mỏ vàng đã bị phát hiện luôn rồi. Đây, giò đội bạn đây. Phá về E để thử chim sẻ nhưng chưa thành công. Bây giờ thì có bo mỏ vàng hay không đây? Mình nghĩ là phải bo thôi, chứ không bo không được. Bo làm sao để cho đủ lượng gỗ đóng chiếc nhà BP nữa anh em ơi. Rồi đang bắt đầu bo vàng đến từ cái đủ chim sẻ đây rồi. Vâng, tháp lai ở số là 27/40 dành cho cái đủ chim sẻ. Vẫn đang chưa bắt được con giò đội bạn và đang cố gắng thiết kế chiếc nhà BP. May mắn là chúng ta đã cơ cấu được bỏ vàng và lạc đà đội bạn đến rồi. Pha về không thành công đến cái đủ chim sẻ, rát lắm đấy. Bàn này sẽ rất là rát và con giò đội bạn đã đi tìm một phủ chim sẻ rồi. Nó chém nở ra sẽ đỡ được. Đây, đã có một chém về. Giữ dân đi, bắt giò đi. Còn lạc đà thứ hai đến rồi, đây này, mỏ quả bị phát hiện rồi. Thù ơi. Ôi tình xưa đã phai. Ôi. Chạy nhanh thế, không làm gì được luôn anh em ạ. Bài nó rộng quá. Thôi, tham lai đang số là 26/52 đấy, mình cũng chia sẻ. Đã cơ cấu ra những cái móng ruộng để đảm bảo nguồn lực mình. Có phù như thế này đội bạn chắc chắn sẽ phải chờ cung R rồi. Chứ không thể nào mà tự tin lao vào một cách hổ báo được. Lao nháo pháo ăn xe. Ok, oh. Tụi ơi, xin con nữa. Xin con nữa. Được. Và một tiếng đen nhầm lạc đà dành cho bộ đội hội Hello và anh Phan Chiến. Và đó ra lại thủ được nhà. Ôi, nhưng không, từ từ nha. Từ từ nha, phù vàng nó lởm thôi. Phù ia cũng lởm nhưng không được con nữa. Hồi máu rồi. Ok. Vậy là mọi thứ vẫn ăn tạm thời nằm trong tầm kiểm soát của anh thủ chim sẻ đến thời điểm này. Đâu, ơi. Lỗi thế. Đã có bế nhà cửa mình, rồi bạn đang công phu lên rồi. Chắc chắn là được chờ bánh xe để đưa cả cung R lên đây. Khẳng định các bạn là như vậy. Yamato thì nó khá là cùi bắp rồi. Giảm công nghệ phù rồi. Có một cái công nghệ nó nốt. Cái ruộng kia vẫn hở chốt nó cái E vào không. Chỗ BG kìa. Đang đưa phù ra ngoài.
Đây, chốt em đây. Kín đáo cái đã. Nhớ lại ruộng. Với được ruộng như thế này, chúng ta sẽ rất là ổn. Các bạn đã có cung R mất rồi. Nhanh nào, BA luôn công. Vậy là chưa vội đóng BA tới từ game thủ chim sẻ. Đây là BA. Tham lai bây giờ là 33. Bên kia như là 19 dân thôi. Kìa. Chưa phải. Và quan trọng bây giờ là làm cách nào để bắt được con phù thủy của đội bạn. Bỏ vàng bị chơi vào rồi, chạy thôi. Cả dân vàng và dân gỗ đều phải co giò bỏ chạy trong lúc này. Bây giờ phải bắt được con cung R đối phương nữa. Và hai phù này phù được hai lạc đà thì may mắn phù được nhà. Tham lai bây giờ là 36. BA tiếp theo vẫn đang rất bình tĩnh, nên mình cũng chim sẻ chốt hai ghe ở đây để kín đã. Ok, nét rồi. Ô không, nhưng mà có cung R bắn xong không kìa. Sắp ép đồ 9 giờ vào. Vừa con cung R bắn vào đây. Chấm lại cái E, thêm hai cung R nữa đẩy lên dành cho bộ đôi anh hội Elo và anh Phan Chiến. Sẻ đang giữ phủ, con phủ trong nhà đã bị xích. Con lạc đà rồi bạn, bắt đầu lao vào. Và vẩy E tới từ game thủ chim sẻ. Còn vẩy được không, tới loạn hoàng gì đấy. Còn vẩy được rồi. Không có lạc đà nào, xin một con. Con lạc đà đập gãy cung R này. Ngoài cũng đang bị chơi. Các bạn sẽ nằm xuống, thế trận đang rất căng dành cho game thủ chim sẻ. Như là R đã có giáp, đập mãi cũng chết và một đều trong buổi tối ngày hôm nay dành cho bộ đội hội Elo và Phan Chiến. Nẹt, khó đấy nhờ. Minwan à, đây rồi. Đây mới là cái thằng cung A50 này các bạn ạ. Ây à, solo Minwan. Hai thằng giống nhau, nhầm, ba. Làm vòng đi dò thôi. Minwan đối đầu với Minwan ở trong trận đấu này. Để xem thế bạn ra như thế nào, dừng rú ra làm sao. Cung A mà không dừng thì cũng tù lắm. Quả đầu thế này thì khê đấy. Quả đầu đang có đó chỉ là 7 cây thôi, cái vụ chim sẻ nhưng không đóng được ở kia. À đây, may quá vẫn đóng được bên này. Thôi đành. Đây sẽ là chiếc nhà BG tới từ cái vụ chim sẻ thôi. Trên một tí, ok. Rồi BG thiết kế bài có quả đầu 7 cây hơi xa đấy cho cái chim sẻ đang nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng em lời một chút xíu sắp lên thềm đầu. Chấm dần thì cái E đã có rừng ở phía xa xa rồi, bây giờ sẽ là dò từ mặt 6 giờ lên xem có rừng hay không và 12 giờ xuống rừng rú như thế nào, khung rộng được hay không nữa. Solo Minwan nha các bạn ơi. Cung A của sẻ đam 10 nhưng bên kia hai người thì cung A nó phải đam 11 hay à, đam to đấy. Đã nhanh dần hơn chúng ta rồi. Như vậy là bạn thấy quả luôn. Đây rồi, có thêm rừng ở mặt 6 giờ lên. Kín luôn hay không thì phải đi dò và tìm đồ lùa về nữa anh em ạ. Để xem bài đấu này thì yêu đầu sẽ nằm ở đâu, voi nằm ở đâu, quả nằm ở đâu. Để em đợi cho nó nét. Trong 3 giờ không có gì rồi. Vàng sắp ở đồ 12 giờ xuống rồi. Cái rừng này rất to rồi. Cái rừng 6 giờ cũng ngon rồi. Giờ chỉ cần là đồ ăn nữa thôi các bạn ạ. Đây yêu đầu sau vàng ạ. Ê, khó chịu thế nhờ. Yêu đầu khá xa so với nhà chính cái đủ chim sẻ. Sáng mẹ đồ từ 6 giờ lên BB kín luôn. Giữa hai cái rừng BM kín luôn. Ở mặt đó, nhà quân đóng hướng lên 12 giờ. Đó cũng sẽ là một lựa chọn dành cho chim sẻ. Mở và đấu được cầm bị đoàn. Đánh L hay đánh A thì cũng sẽ cơ cấu kiểu vậy thôi. 2 giờ có quả nhé, ở trên này có thêm rừng nữa rồi. Bài mắc thế đánh cùng rồi anh em ạ. Mỗi tội là không có đồ. Cũng vậy yêu đầu 7. Quả đầu 7. Và luôn cái yêu này nó còn mất thời gian nữa. Rồi cắm cơm dẫn cho một vòng cho xe giò hoạt động thêm đi cho nó nhiều tác dụng lên. Đây hai mỏ vàng ở đây rồi. Cái mỏ vàng như thế này chúng ta cũng sẽ không bị đối phương đứng sau rừng và tỉa vào anh em ạ, nên là thoải mái tập trung luôn cái điều này về đã. Bây giờ 7 2 giờ mùa rất cố gắng đến từ cái chim sẻ. Dân kia dò lên mặt 12 giờ thì cái khe đó vẫn có thể đi qua được. Chắc là mình nghĩ là bo BBM một mặt nào đó để kín hẳn luôn. Đấy đủ chim sẻ còn cái mặt ở gần nhà BA nhưng mặt 12 giờ này chúng ta có thể bo BE. Chúng ta có thể giật cung ARK được. Rồi sẽ quyết nốt với điều này thôi. Đây sẽ là bầy yêu đầu được chim sẻ đang đưa về trong trận đấu này. Ba thanh niên cùng khi này thì ai chịu được. S đầu xem có nhân đôi được thì cũng là một cái gì đó ok. Nhưng có vẻ là không rồi. Đây sẽ là S đầu đến từ cái thủ chim sẻ. Như vậy là vẫn nhân đôi. Yêu đầu đưa về thành công. Ngoài yêu đầu ra con dân kia đi dò thấy gì chưa. 1, 2, 3. Xem nào. Chả có cái mẹ gì luôn. Thôi luôn nó còn nhiều này về. Map xấu thế. Cày ghê anh em ạ. Có gì. Quả 7 hiệu 7 xe dò chạy vòng vòng. Thế
Map xấu quá. Ê, voi thì siêu xa. Điều đầu hai voi nhưng hai voi ở siêu xa anh em ơi. Bắt đầu kéo dân đi rồi. Có 7 hiệu 6 giờ nhưng phải là 2 hiệu 2 voi để có thể ép đời. Nhưng vẫn là một bài đấu rất xấu dành cho chủ chim sẻ đấy rồi. Không, đội bạn là một quả đấy rồi. Hỏng rồi. Gãy. Như vậy đối phương đã khai thác một quả phụ rồi anh em ạ. Và chúng ta có gian để chúng ta tranh chúng dân nhà đang lắc. Cơ cấu 7 hiệu này ép nhân đôi, có thêm voi thêm hiệu nữa. Đầu đôi voi này về nhà chính không. Vâng, 8-5x với kinh nghiệm đời với bài 27 dân minh hoàn. Siêu muộn. Bài này tôi đang nghĩ rằng đây là một map đấu tiên lượng xấu dành cho cái đủ chim sẻ nhàng. Bác sĩ khả năng cao không đỡ được. S2. Rất nhiều thao tác tới từ đủ chim sẻ. BB sẽ đóng ở đâu đây? Với việc nhà các bạn ở 12 giờ thì chúng ta có thể đóng BB ở mặt 6 giờ này. Nhưng mà mặt 12 giờ vẫn rộng thì cũng có thể đóng BB ở đó luôn. Đây chỗ này chỉ cần BB được kín rồi. Sẽ phải ẩn đồ từ 6 giờ lên thì cứ từ từ bò sau. Giải quyết mấy voi đã. Dù gì chúng ta cũng chưa đủ lên đời nữa. Không thể vội cả anh em ạ. Bình tĩnh. Rồi đâu sẽ có đó hết. Dần nhà đừng chơi rồi. Đây xe BB. Một game bên ngoài. Rồi bạn đã lên đời. Rất sớm. Và đóng nhà điều kiện rồi. Đây xe trước nhà B gì? BB và BA đang đợi BB. Thẳng A luôn đến được cái đủ chim sẻ đáng rồi. Chờ xem bộ đôi hội Elo và anh Phan Chiến sẽ đánh gì ở trận đấu này anh em nhá. Ok đấy. Bài kinh muộn lắm. Ui 11 thế này. Này chơi kiểu gì đối với Minh Hoàng bên kia. Chưa làm được chặt gỗ nữa. Chưa kín nhà nữa. Khá nhiều dân đào vàng. Cầm chặt gỗ 26 dân chưa đào vàng nữa. Đúng không? Tôi so tham vừa rồi sẽ như là bên kia cũng chưa đào vàng. Giờ chúng ta về cơ cấu chữ T ra nào. Đây xin đây rồi. Tân dân ở 6 giờ này thì ăn nốt 7 hiệu kia nữa. Thì kéo về thì về lắm. Ở nhà chúng ta thừa dân làm ruộng. Tôi nghĩ dân ở mặt 6 giờ của sẽ được đẩy đi ăn hoang tiếp. Để có một vài đấu vừa ăn hoang vừa kết hợp với vẽ ruộng dành cho đủ chim sẻ. Đây rồi, đây là T đội bạn, đã có chặt gỗ mình cũng có luôn. Vậy là cả hai bên đều sẽ đánh cung A trận đấu này và sẽ bỏ bớt dân vàng luôn. Cái tham lai là số đó chính là 28/32 trong trận đấu này. Có thêm đồ ăn hoang như này sẽ rất ok anh em nhá. Vẫn nâng cấp bánh xe dành cho cái chim sẻ nhàng. Nâng cung A vào đảo. Và BS để ăn bầy hiêu. Cái nhà cũng đang vẽ. Vâng, như vậy đây là con T bên phía bạn rồi anh em ơi. Bộ đôi hội Elo và anh Phan Chiến quyết định đứng T thủ. Và sẽ bây giờ bắt đầu tăng A. Đây sẽ là BA thứ 2. Tấn công cung A, hai áo xong cung A một áo. Rộn đường đang rất ok rồi. Chưa được nâng cung A hai áo à. Cũng hay luôn rồi. Đấy, nâng cung A hai áo đấy chứ. Rồi phải nâng cung A hai áo ngay. Các bạn thậm chí cung A vào đầu bây giờ. Rồi đang bò bế dần ở cửa mình rồi. Cung A trên dốc. Vừa ăn hoang vừa kết hợp với đắp ruộng để đảm bảo nguồn lực của mình dành cho cái đủ chim sẻ. Đây là thứ 3. Tôi đang nghe gì to tí te đó như là con sư tử thôi. Cầm cờ đi tìm thêm mỏ quả nữa để tí ăn hoang tiếp. Vậy phải có tê công ở đây rồi. Ok. Và top line đang ở số là 37 dành cho cái đủ chim sẻ trong trận đấu này.
trong công nghệ đó chính là chặt gỗ 2 và tung cung A. Vẫn chỉ là 3 nhà BA dành cho đủ chim sẻ nắng mà thôi. Của nó bắt đầu có khá nhiều rồi. Vâng, thăm lại đến số 4x rồi. Và có thêm một quả nữa đèn hoàn tới đủ chim sẻ. Mình nghĩ đây là thời điểm mà chúng ta cần phải tăng A rồi anh em ạ. Gần đủ gỗ rồi. Đóng xong BG này là tập trung sắp dân tăng A thôi. Beat. Đây, cùng hai bạn đứng ở trên dốc này. Ra ra bắn vào một quả đối phương nào. Đấy, hai dân ở đây. Đóng tạm hai dân đã. Đi cùng A khá mạo hiểm dành cho cái đủ chim sẻ. Đây, cùng hai bạn ra điều với chúng ta rồi. Không còn. Và thứ hai lên số là 5x. Đang cố gắng tụng cung A thì bạn có tình huống móc máy ở phía 6 giờ lên rồi. May mắn là ta vẫn còn một quả nó bên ngoài, nên là nguồn lực sau quân nó sẽ không bị hưởng quá nhiều dành cho cái chim sẻ và nó tăng A điên cuồng này. Với lực ruộng như này thì cung A của sẻ sẽ nở tham rất nhanh thôi. Xuân Thứ đã bắt đầu đưa, xin lỗi là game thủ hội Lô và anh Phát Chiến đã bắt đầu đưa cung A về phía góc 1 giờ rồi anh em ạ. Để chuẩn bị đón được đi công của cái đủ chim sẻ. Sẻ tiếp tục tăng A. Có hai lớp anh gì không? Đây, cung A rồi bạn ơi. Người game còn. Rồi, bắt đầu đưa cung A rồi bạn ơi. Hai, bốn, sáu, sáu BA anh em ạ. Để tôi ra nét xem rồi ạ. Nay anh em thì đang em và sẻ đang ngồi tại số ăn cơm chim sẻ nắng Cyber Game có địa chỉ ở số 18 có 201 đường Nguyễn Tuân anh em nhá. Đấy, bắn nổ BG rồi. Bây giờ là gom quân dồn lên. Đi vòng như thế này cũng rất nguy hiểm bởi vì đối phương hoàn toàn có thể đổi nhà. Xác định không bay được nhà thì bạn còn có một cái option nữa, đó chính là lao thẳng vào nhà cái thủ chim sẻ nắng để chơi. Đây bạn đây. Ăn được rất nhiều cung A của bộ đội hội Elo và Phan Chiến dành cho game thủ chim sẻ. Cảm giác con cung A của chim sẻ nắng nó khác quá anh em ạ. Khỏe, đam to rồi như kiểu viên lệnh đạn đuổi anh em ạ. Rồi tập này đánh gì nữa, đã tay được cung A và dụng chính cho bạn rồi. Lên thôi, giờ nó dồn cho thì không thể nào dậy được luôn. Thì mình nghĩ rằng tỷ số sẽ là 2-1 dành cho chim sẻ nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Tập này đã thấy là không cửa đua rồi. Bạn đã mất dốc cửa trước cửa nhà và sẽ muốn tách thêm cung A vào trong nhà bạn để có thể móc máy. Giờ thì khó quá. Hết cung A thì cho một đôi ngồi lộ anh Phan Chiến giật giật quýt quýt rồi. Và tỷ số sẽ là 2-1 dành cho chim sẻ nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay trước bộ đội Phan Chiến và hội Hello anh em nhá. Trận này thì đơn giản thôi. Bạn đánh cung A thì chúng ta cũng dễ xử lý. May không bị chọc giò sớm. Cái gì nhỉ? Thùng VIP anh em ạ. Trôi sông luôn ạ. Gách. Đây là quả đầu đến từ cái đủ chim sẻ. Ây. Quả đầu 6 cây. Quân bị mắc bình đấy. Trôi sông AC anh em ơi. Cho Son AC ở trận đấu này anh em ạ. Và sẻ là người được cầm cho Son. Trong đó bên kia sẽ là Acidian trong tay của bộ đôi, đó chính là anh hội Hello và anh Phan Chiến các bạn ạ. Vâng, những bài đi dò đầu tiên dành cho bài cho Son của những đủ chim sẻ với một quả đầu 6 cây, một cánh rừng đây rồi.
chưa đồ lùa về, tìm xem voi hiểu đâu anh em ạ. Cháy Xuân Anh nhá, cháy anh em, vàng cũng xấu này. Đối đầu AC căng phết của đội bên kia đánh cung thì các bạn biết rồi, rất nét. Có một cái rừng thông nữa ở đây và bầy hiệu đã thấy sẽ được đưa về. Chả nhẽ thua thông 4 trận nữa, nhầm anh ấy. Đây bầy hiệu đây. Tuần sau thì sẽ tiếp tục có sự có mặt của các game thủ nữa tham gia chương trình săn chim sẻ. Đấy, chờ đợi ban tổ chức đưa danh sách các game thủ thi đấu vào tuần sau để xem là có cặp đôi nào vừa miếng hay không đây. Rồi bầy hiệu đang đưa về. Bài nhìn nói chung là cũng xấu. Đến thời điểm này với bầy hiệu 6 này là xấu rồi. Quả đầu 6 cây bầy hiệu 6. Chưa nhiều đồ ăn. Mà nếu mà có bây giờ thì nó cũng sẽ khá là xa so với vị trí nhà chính của cái đủ chim sẻ. Để chúng ta có những tình huống đưa nó về. Làm vòng nữa đi dò nào. Rồi giải quyết bầy hiệu này thôi. Bầy hiệu đầu 6 con dành cho cái đủ chim sẻ. Trước mắt sẽ là 5 con hiệu. Thăm phi từng bé một đây. 4 con trước. Không, không cấm nghiêm thủ anh ạ. Thực ra em thấy mấy anh phủi đánh em đang hơi hoang mang này. Thôi à. Sao lại bài lại xấu thế nhỉ? Ôi cơ cấu trước nhà BS đầu tiên thôi. Đây sẽ là đầu đến từ cái đủ chim sẻ. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online là nền tảng livestream các nội dung esports độc quyền của VTV Cup. Online sẽ có tính năng tương tác độc quyền, vừa theo dõi giải đấu, vừa chơi mini game nhận quà hấp dẫn. Online VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng chim sẻ nắng và cộng đồng Việt Nam trong khoảng thời gian sắp tới. Hứa hẹn sẽ đem đến nhiều giải đấu hấp dẫn và đặc sắc hơn nữa. Rất mong được anh em ủng hộ cho nền tảng online, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bài siêu xấu ba hiệu cho son. Nếu là mình thì mình sẽ đánh trận mới ngay. Lại còn 23% bài đội bạn chết dân đây là gì đấy? Ông 24 dân chậm hơn mình tí dân thôi. Đội bạn chậm hơn chúng ta nửa dân. Thêm vòng nữa đi dò. 26 dân tới từ con cho son này. Bạn chưa thể kích đời, dừng dần kích đời ngay được. Gần đủ. Rồi, kích 803 với bài 25 dân của cho son, nó phải là 26 dân. Rồi, thêm bầy hiệu nữa, còn bầy hiệu ở mặt 9 giờ anh em ạ. Đây, đi ăn bầy hiệu 9 giờ thôi. Bài 3 hiệu. Ish. Xấu quá. Map rất xấu dành cho đủ chim sẻ trong trận đấu này. Và tôi đang thấy là sẽ hơi căng chim sẻ khi đối đầu với một con Acidian. Bây giờ chúng ta có thể xoay tham cho đội bạn dò bao nhiêu phần trăm được không? Đi về hiệu xong rồi đã anh em ạ. Hiệu 6 nữa. Hiệu 7 chứ. Ok, thêm một bầy hiệu 7. Làm chết nhà BS ở đây. Khê thế nhỉ, BB. Tách dân này đi tìm nhà đối thủ, tìm thêm đồ ăn hoang. Lên đời xong rồi, bây giờ có 500 thịt thôi. Ây à, bên kia lên sớm quá. Đây sẽ là trước nhà BL. Rồi, nhưng quyết rồi, và tỷ số là 2 đều trong buổi tối ngày hôm nay anh em ạ. Map xấu thật sự luôn. Bài cho son 3 hiệu quả kia thì ăn uống gì, đã vào vàng rồi lại còn đánh lơ nữa. Chắc thế, ui dồi, con giò nở ra nó chọc đúng mỏ hoàng thì áo, 4 voi. Khoai không nghe và lại không nghe lại min oan à, hay là sau mình chỉ cầm min oan thôi được không? Min oan gờ rách anh em nhá. 3-2 nào, cho nó nhanh cày ghê. Quả đầu đôi voi khép góc 9 giờ bây yêu luôn. Quả đầu 6 thôi, quá đẹp. 7 cây anh em ạ. Một quả này quả 7 chứ không quả đôi được anh em ơi. Khẳng định bạn đây là quả 7 chứ không phải quả đôi. Cơ cấu trước nhà BG. Hai voi bầy hiêu vàng trước cửa nhà. Thiếu rừng và một đồ ăn nữa dành cho đủ chim sẻ. Chấm luôn cái ở đây một đây rồi. Xong đi vòng ở trong kia, đi vòng được mà. Ăn cây ở giữa hai cây gỗ kìa.
Đây. Phải tinh tế chứ. À, đi kia phải hiểu nhở. Cũng được. Trong tinh tế lại có cái tinh tế hơn anh em ạ. Như vậy là đi vòng ở bên kia, bởi vì đi vòng bên tay phải này thì bầy hiệu nó sẽ bị loạn mất anh em ạ. Đây là bầy hiệu sẽ đưa về, bầy hiệu 6 con để cái thủ chim sẻ thêm một bộ bàn nữa đây rồi. Dừng nào. Không nghe mà lại không nghe. Đây là bầy hiệu đầu được đưa về đến từ game thủ chim sẻ. Anh em có thể thấy là các em thủ đều có những cái suy nghĩ cá nhân trong đầu của mình rồi. Thường thì họ sẽ suy nghĩ là không nghe mà không nghe anh em nhá. Bài mất binh rồi. Bốn voi yêu đầu, rừng đã có. Đối đầu Greg thì đơn giản thôi. Úi giời ơi, bài đẹp quá. Bài này mắc bêu quá. Úi giời ơi. Hay thôi nhỉ. Chúng ta cũng xem là khi mà lên đời 3 thì sẽ dẫn được bao nhiêu công nghệ anh em nhé. 6 voi quả phụ yêu đầu, 6 con quả đầu bầy. Mắc của mắc. Bây giờ chúng ta cũng xem sẽ xử lý mấy con voi này như thế nào và sẽ chết bao nhiêu dân với cái đàn voi này. Khi mà đang có 6 con voi ở đây rồi. Đỉnh cao hơn nữa là con voi chết dân thối thịt. Anh em sẽ thấy luôn là nó đau như thế nào đấy. Có đầu xa, đây là một cái hạn chế. Như vậy bạn này cũng không phải là mắc của mắc. Mắc về đồ ăn thôi. Không, cái 9 thì cháu ơi. Bạn này cũng cái 9 được cháu ạ. Cháu bảo bạn này cái 9. Bạn này là ít nhất là 26 dân. Cái trong 10. Cổ đầu xa này cái 9 kiểu gì ở cháu. Ê, chứng tỏ là cháu đúng là mới học lớp 6 thì cũng chưa biết nhiều. Cần phải học hỏi thêm. Hôm nào sang đây cầm sách vở ở đây chú dạy đánh chế cho một khóa. Dạy cách ép đời trước. Tìm chỗ đóng S nhưng mà mặt nào nó cũng thế anh em ạ. Nhìn mặt nào nó cũng bẩn bẩn này. Thôi đóng cái mặt không có dốc này vậy. Ăn ho ăn hem tí, phù phù vậy. Đống voi về thôi. Đấy, xử lý hết cái đống voi này đi. Nguyên 6 voi hiệu đầu này chúng ta có thể lên đời 3 thoải cả mái rồi. Vào tay mình được kích 8 rồi. Mấy cái anh này. Thì anh Lucifer này các bạn tốt nhất là không nên nghe. Để ăn tục nói phét này. Chỉ nói phét thôi. Làm sao người ta gọi anh là quá. Thêm vòng đi dò nữa nào. Lucifer. Lucifer cái mơ. Đấu nốt voi về. Đã có xe dò rồi bạn đẩy đến đây. Bạn đã biết nhà chúng ta đây rồi. Nhiều khả năng đối phương sẽ dâng lên ôm bom công P vào cái bài minh oan này. Bởi vì nhà sẽ không phải là một thế bài kín. Đây là một thế bài cũng rất là rộng. Dành cho anh đủ chim sẻ nắng với một cánh rừng duy nhất thôi. Và cầu hai voi và sẽ ăn một hit. Cái nào ạ? Nào thế? Không bị hút cái nào anh em ạ. Còn hai con nữa. BB sẽ đóng ở đâu đây? Rộng quá. Quá anh em nhỉ. Đây sẽ là BB. Cố nốt đi. Để danh nữa. À, 8 là kích đời 2. Ok, xin lỗi anh vì đã bảo anh ăn tục nói phét. 8 kích 2 thì em cũng thế. Cố nốt voi về. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trong trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online là nền tảng livestream của Tung Esports độc quyền của VTV Cup, hoặc là sử dụng tính năng tương tác độc quyền vừa chơi vừa theo dõi giải đấu vừa chơi mini game nhận quà hấp dẫn được nữa anh em ạ. Đấy. Sắp tới thì online sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng Việt Nam và chim sẻ nắng, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều giải đấu chương trình đặc sắc hấp dẫn hơn nữa. Rất mong anh em ủng hộ cho nền tảng online một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. 10-26 với bài 26 dân cộng 1. Ok à, đánh chặt gỗ luôn, đánh cung luôn, ăn vàng đấy. Này có thủ phù không? Mình nghĩ là cứ thủ phù cho nó chắc nhờ. Bài rộng này thủ phù ra là bạn ngớ người ra rồi. Giáp xin tê thôi. Bất kể là bạn đánh tê đánh giò với game thủ chim sẻ thì vẫn chơi được. Đang ướm cái BS. Đây rồi, đây sẽ chơi nhà BS để ăn vàng dành cho game thủ chim sẻ. À kè. Chưa thấy gì đến nhà cả. Bò vàng nữa à? Chắc thế. Ai làm gì mà phải bo nhỉ? Chỉ đơn giản là mid air thôi. Nên ra bo vào đấy. BA tiếp theo.
Bản này thì chưa nhất thiết là phải ra ruộng gỗ, chúng ta dồn lực gỗ để nâng cấp công nghệ đã. Rồi bạn lên đời cũng được. Đây rồi, giò đã đến rồi, công dân này sẽ nằm xuống rồi. Giò này cũng biết là cổng giáp như thế nào. Hay là ô mô. Thôi à. Rồi, trọng cái nhìn thấy T chạy luôn, thủ một P nâng bánh xe. Nâng không à, chưa được. Nâng lại nào. Đúng rồi, ok. Lần đầu tiên thì 80 gỗ, lần sau là 100 gỗ anh em nhá. Anh em chú ý. Lần đầu thì nó đau vừa phải, lần sau đau hẳn luôn. Chưa thấy con giò quay trở lại, như là giò Omo thì bạn sẽ đánh phù rồi. Chúng ta lên được bánh xe như thế này thì hoàn toàn có thể chơi được những tình huống, đó chính là đưa phù lên thì ta phát dân ra vụt luôn. Đúng không ạ? Vào đây. À, không nghe, bạn này không nghe. Thì phép tỷ số sẽ 3-2 thì đủ chia sẻ buổi tối ngày hôm nay anh em nhé, không cửa thua, không mất dân nào luôn. Và tiếp theo lần công quai áo đấy, 100 gỗ tân 2 anh em, lần đầu 8 trùng tân 2 lít. Thế rồi đấy, ăn hết vỏ quả này với cả những con voi ở nhà là các bạn xong đẩy cung a ra thủ nhà thoải mái rồi. Và tiếp theo rồi, em gỗ lẻ đây trong về vệ ruộng, tròn ruộng là xong, phù đây hai con rồi, muốn làm gì thì làm. S2 được. Rồi đây S2. Mặc bèo quá. Đi cuốn ruộng tròn ở cái BG này luôn. Cho nó nhanh. Đỡ phải chạy về nhà. Đứng dần sẵn đây rồi. Vâng, nằm bên E và tăng E đến từ cái cục chim xe. Vẫn 1P đều bởi vì 5 dân ăn vàng mà. À, dình dập con cá mập. Đâu rồi? Vâng, 2L á. Thế thì không được. Ra 4 luôn. Mà ra 2 áo. Vâng, bài các bạn dâng 2 lời anh em ạ. Không nghe và lại không nghe. Cắt với. Rồi xong rồi. Tỷ số sẽ 3-2 trẻ đấy, và bắt đều thắng rồi. Vậy cũng chờ đợi trận chung kết sớm dành cho một đôi anh hội Elo và anh Phát Chiến anh em nhá. 3-2 với các bạn này. Egypt AC. Ok. Egypt đến từ cái đủ chim sẻ và AC dành cho bộ đôi anh hội Elo và anh Phát Chiến. Đây là trận chung kết sớm dành cho hai game thủ này rồi. Một cơ hội để có thể đối đầu với game thủ chim sẻ, một cơ hội để có thể hạ chim sẻ nhà. Và sẻ cũng đã gián tiếp tạo cho anh cơ hội bằng cách là quên nóng nghe. Quả đầu đây xấu nữa rồi. Đấy, cơ hội ba đều đánh chung kết đây anh em ạ. Bên kia quân đánh giá nhỉnh hơn chúng ta ở trong trận này với một chất quân là Assyrian. Sẻ đang có quả đầu là 6 cây và một bầy hiệu đầu 6 con. Sau một quả, phải lùa nó hơi lòng vòng một tí. Bộ đầu thì lại khá là gần với con Egypt này. Hết game ngắt like không anh? Không em ơi. Hết đánh luôn, ngắt ngủ gì tầm này. Anh em like xe mạnh thế nào. Buổi tối ngày hôm nay ngoài bộ đôi anh hội Elo và anh Phan Chiến thì chúng ta sẽ còn đó chính là một bộ đôi nữa. Đó chính là bộ đôi Xuân Thứ và cái thủ Tùng VIP đấy anh em nhá. Đấy. Xuân Thứ Tùng VIP đó. Rồi làm vòng đi dò và lùa với Niêu này về thôi. Vài đấu đã có bầy yêu đầu đây rồi. Anh em đợi em chút ạ. Em kiểm tra lại mấy cái thông tin này. Ok, cùng quay trở lại với trận đấu này. Nhưng mà bấy yêu là 7 con tới thủ chim sẻ đang được giật ra khỏi mỏ quả đầu đây rồi. Và sẽ đưa nó về. Cũng đã có cánh rừng thông dành cho game thủ chim sẻ nắng. Và lùa nỗi điêu này về. Thêm vòng đi dò. Đã có thêm đồ gì ăn hay chưa anh em nhỉ? Tránh đi robot nào. Úi dồi ôi. May quá, giật lại một nhịp anh em ơi. Con sư tử cắn là nó cũng có cái hitbox của nó anh em nhá. Tức là nó cắn và nó phải dừng. Nó giống như kiểu các bạn dương cung lên bắn ấy. Thì phải nạp tên, nạp đạn đấy. Nó cắn trong cái là các bạn giật lại một chút. Trong khoảng thời gian đó nó đuổi theo. À, cú luôn. Rồi, giải quyết bầy yêu này. Ok, như vậy bầy yêu đưa về để chúng ta chia sẻ. Còn ban hiệu này nữa. Rồi, rồi. Lẹt. Có thêm bầy hiệu nữa, ép nhân đôi. Bài 6 giờ thì đang có rừng nhưng chúng ta cần một mỏ quả.
dành cho cái đội chim sẻ trong trận đấu này. Bầy hươu này thì một con nó nhảy vào khe kia rồi đúng không? Ép dân vào. Làm cái nhân đôi đi dòi vòng nữa. Bố bỏ quả, voi. Hai con nào. Rồi, cắm một vòng này. Co về góc 6 giờ đến được cái đủ chim sẻ. BBM có thể bo cái mặt giữa hai cánh rừng của VA đóng mặt bỏ quả đầu. Đó cũng là một lựa chọn. Chúng ta vẫn chậm dần hơn đối phương nhé. AC xong dần rất là nhanh. Khá ghê dành cho bộ đôi anh. Hello và anh Phan Chiến anh em ạ. Đấy, đôi voi rồi, như vậy là hai voi hai hiêu đủ đô. E đã đóng thêm, có dân kia đi dò thấy thêm một voi nữa là đẹp. Đỡ phải tìm thấy quả nữa đi. Đôi nốt voi về. Nếu như có quả thì nó vẫn kiểu chắc dạ hơn. À, có luôn anh em ạ. Bảo gì có đấy, bảo sao được vậy. Đây, bảy hiêu nữa thì đưa về. Ăn ba hiêu này thôi, nên ăn một quả nữa, ok rồi. Ông Bình, vẫn là một bài đấu ổn dành cho cái đủ chim sẻ ở trong trận đấu này các bạn nhá. Và trước khi đến với những giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online nền tảng livestream các nội dung eSports bản quyền của VTV Cup, còn lại sự tính năng tương tác độc quyền, vừa theo dõi giải đấu vừa chơi mini game nhận quà hấp dẫn. Mini game interactive xuất hiện luôn trên màn hình, anh em chỉ việc đọc câu hỏi và dự đoán thôi. Sẽ có rất nhiều phần quà để anh em có thể nhận được khi tham gia mini game trên nền tảng online. Và online sẽ luôn đồng hành cùng chiến thắng của cộng đồng Việt Nam trong khoảng thời gian sắp tới. Hứa hẹn sẽ có rất nhiều những giải đấu đặc sắc, chương trình hấp dẫn hơn nữa để phục vụ anh em. Rất mong là anh em ủng hộ cho nền tảng online. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Rồi dò về mặt 3 giờ để bo bế nào. Đây là S2. Bạn này sẽ đánh thẳng cung luôn. Đây là BB. Rồi đưa về. BBM bạn này BA đóng ở S2 kia rồi. S3 tí đóng ở bên trong dưới cái cánh rừng này cũng được. Nó nhìn hơi xấu một tí nhưng mà có là được rồi. Hoặc là ta có thể bung hẳn ra về mặt 9 giờ nếu như tự tin. Khi mà có cái màu quả ở đấy nữa. Ồ, có thêm rừng ở đây. Đỡ heo. Hớ mấy cái BB không? Hớ rồi. À không hớ lắm. Rồi, được rồi. Chỗ này thì vẫn là BB. Đây xem BA. Ây à, để ghi em đời nét thế nhờ. Vẫn rất sớm với đội bạn, bên rồi cùng dân BA. Đánh cung luôn, đến cái đủ chim sẻ với con cung rơi Egypt. Bên kia sẽ là cung rơi AC. S3 thì chúng ta có thể đóng ở dưới này rồi. Đấy, rất là có co bên trong này, kinh đời như vậy là 11-07. Đừng chặt gỗ luôn với 27 dân cộng 1 dành cho cái đủ chim sẻ nắng. Góc 6 giờ sắp bếp bản đồ có cần phải trích lại nữa hay không? Thì chúng ta hãy cùng chờ. Đang tăng nghe để xin thêm T đây rồi. Một dân tách ra đào vàng luôn, dọa đối thủ. Để xem đối thủ có biết, không biết là chúng ta sẽ đánh cung hay đánh chém trong trận đấu này đấy. Đấy, hẳn hai cái E luôn. Ra ruộng nào. Xin T. Đấy, có T đẩy luôn. Tăng chỉ số đo để cho đối phương nghĩ rằng mình đánh lạc đà. Thì ra ta lại đào vàng lên đầu máu. Một dân ăn vàng từ đầu. Giờ sẽ là cuốn ruộng. Bỏ vàng thì là tê đội bạn anh em ạ. Như vậy là vẽ khoanh ruộng này nó lại vừa khít để thêm một cái ruộng nữa mà kia là kín luôn. Tròn luôn khoanh ruộng. Chỗ này cũng là một khoanh ruộng nữa. Không, S3. Đây rồi. Tê bị sư tử gắn. Ủa gì? Ủa ấy. Bắn nhanh ấy. Nhưng mà vẫn gãy thôi. Rồi, nâng máy xe sắp dần tăng A nào. Bài này thì chắc là 4A dành cho anh chủ chia sẻ. Vẫn nhẹ bỏ của đôi bạn lên đôi ba cân pheo nhau thôi, đối phương em đợi cũng lỗi. Thì đúng là kìa. Ái da, có thêm mới luôn. Chịu ơi. Thêm mấy con hiểu ở đây nữa để có thể làm tí quà quê dành cho cái thủ chim sẻ nắng. 3A ít quá. Rồi ra thêm ruộng. 3A tự tin nhờ. 3A trận đấu này dành cho anh chủ chim sẻ. 3A ra ruộng cũng 2 luôn. Khỏe đấy. Rồi lỗi một tí, ok không sao. Ai ra một tê rồi bạn đây rồi. Gậy. Gậy ngon. Thế là vẫn hát là con tê đối phương em nhá. Tớ thứ hai, ở ngoài kia còn quả nữa mà thôi. Thường luôn, ok đây rồi. Bài 3 này chúng ta sẽ phải cố gắng để cỗ 2 tăng Nga sớm rồi còn BC nữa anh em ạ. Bởi chúng ta đã tách một dân đào bàn từ đầu rồi. 38/44 là các loại giải dành cho bài đấu này. BA thứ tư vừa được thiết kế.
Rồi, chúng ta đã đến và đó là một nào của Insidian. Đợt thứ hai dành cho những đội chim sẻ, chúng ta có luôn gỗ hai của dân dùng máu thì may quá nó vẫn chưa nằm xuống. Kim tảo anh ơi. Đâu rồi. Với hai tên này thì đỡ thoải mái thôi. BC nào. Chưa BC vội. Rất nhiều lực lượng. Với phanh ruộng rồi thì với yêu vẫn đang ăn dở bỏ quả vẫn còn. Tiếp theo các bạn đã có hai tên. Này chúng ta có 4 xung đợt và 8 con. Chúng ta là 6, 4, 5, 10. Ây giời, điều lộ chúng ta có 1 xung đợt rồi. BC và bắt đầu đến quân trên 2 xung đợt luôn. 3 xung đợt bắt đầu va vào nhau. Thì bây giờ xung đợt AC và sẽ đang rất tự tin. Các bạn có tên nữa. Chúng ta lại có tên 3 xung đợt cho 4 xung đợt rồi. Và bình tĩnh nào. Đã thừa vàng dành cho đội chim sẻ và tiếp tục điều R với bộ đôi hội Hero và Phan Chiến. Tín hiệu đang điều R rất rát với cái đội chim sẻ đang và BA thứ 5. Đây là điều bắt buộc rồi. Dân bỏ quả đã đứng chơi. Thêm hai ruộng đây luôn. Vẫn đủ được chỗ này kìa nhá. Thoải mái. Rồi đi chỉ lắm. Và cảm giác sẻ đánh cung R hay cái màu này nét thế nhở. Rồi làm khoanh ruộng mới. Đây cung R bạn đầu lên. Chúng ta chuẩn bị có công nghệ quan trọng nhất, đó là công nghệ đầu máu cho những đơn vị cung R Egypt. Và khi đó sẽ là lợi thế cực kỳ lớn dành cho cái đội chim sẻ của Egypt. Có đầu máu nó sẽ 106 máu với mỗi một đơn vị quần, so với chỉ 70 máu của đội bạn thôi. Chúng ta hơn đội bạn gần 50 máu rồi. Số lượng rất nhiều về chất quần đấy. Chúng ta có máy đây thì tỉa luôn. BA thứ 6 được rồi. Vâng, mình đang bỏ cái mặt 9 giờ đã. 5A. Chưa thấy cung R được bạn đâu. Tôi đang lo sợ được bạn sẽ lao vào. À không, đây rồi. Tôi đang sợ được bạn đứng ở hẳn cái cung R để chờ chúng ta xô ra ngoài thì lao vào trong nhà thì mịp quá. Egypt giờ trông lắm rồi anh em ạ. Egypt đang khá đông quân. Với chất quân là Egypt sẽ đang rất tự tin trong những điều R của mình. Tiếp tục lao vào đi ăn là đội bạn 5A vẫn đang bắt đều. Thêm một tấn nữa dồn lên. Gom cả dân lên rồi. Đi. Chỉ lắm anh em ơi. Bắt được cái hôm nay. Ủa. Cửa, cái cửa nào thì cũng R AC luôn các bạn phải thấy. Egypt quá trâu. Gom thêm một dân nữa đi cùng rồi. Khỏe quá, đi phải khỏe quá. Bắn thôi cùng là 6 giờ. Đây. Tiền tỉa gỗ này. Bài 3 gỗ 2 và tăng A sớm đến từ chim sẻ lên đầu máu sớm nữa. Đây bạn bắt buộc phải chạy rồi. Rồi Sidian. Còn quay dân ra đảo chơi luôn. Nghe mà lại không nghe. Không phải ngày nào cũng đánh ấy à. Có tuần thì sẽ đánh từ 3 đến thứ 6. Có tuần sẽ đánh từ 3 đến thứ 5 thôi ạ. Hai tuần thì tại có một tuần tập làm thợ săn để cho anh em cái tù có thể đi đâu cùng cái tù chim sẻ nắng nữa. Kia 44 dân ra 43 dân đội bạn xong dân cũng rất là đều rồi. Vừa có pha giải từ một đội hội đồ phan chiến chống lại cùng được chim sẻ 6 nhà BA rồi. Có một khung giờ đứng bắn góc 6 giờ kệ rồi, một con bắn đến ngày kia đây thì chốt cái e nữa được. Đây cũng là bắt đầu lao vào. 3 nhiều giờ đến cơ hội phát chiến. Trời luôn. Tiếp theo 6A. 6 con 1, 6 con 1. Hôm nay sao mà đoạn chịu được. Năm nay đã lên con số là 6X tới từ cái đủ chim sẻ rồi. Lại một cung đợt đằng sau tỉa rừng. Chim sẻ vẫn rất đông 7 nào. Cầm chạy. Cầm, có từ quân tiếp viện sẽ không chạy. Và bên mình là người chạy anh em ạ. Bên mình là người phải chạy. Tôi nghĩ là phải BA thứ 7 rồi. Và đang chưa xuể với đội này. AC và đang sóng quần rất nét. Timeline 66 trên 88 đến từ chim sẻ. 2:09 giờ đâu, dần về chưa? Có về thi đấu đi thôi, mất dốc rồi. Nature luôn, dành cho bộ đôi hội Hero phát chiến. Không được, còn AC phải trâu lắm. Tôi vẫn tự nhiên là sẽ đỡ thoải mái thế này luôn. Vào hết đây anh em ơi. Đúng luôn. B 6 giờ thủng rồi nhá. Kệ mà đúng rồi, chúng ta đã gặp hai cung đường đó rồi. Đây có vấn đề. 6A bắt đều, dân cũng đang sóc đều. Rất đều đằng khác, tách một tên đi công nhà đối thủ thì đã nhận thấy thủ được ở nhà. Dành cho đội chim sẻ. Tạm lại 75. Đội bạn cũng tách một tên đi vòng về mặt 6 giờ. Nghe vào nào. Đấy nhà cứng đi. Và như vậy là thêm vài ghe nữa đây để đội chim sẻ nắng rồi. Đội chim sẻ sóc đều, đây rồi gặp hổ gốc rồi.
nhà đối phương luôn. Vừa mới đóng thôi. Là trong nhà đây bạn. Xấu rồi. Ở nhà có một cung đoàn tách vào rồi. Đó là con cung đoàn đã đục BE của sẻ ở đây này. Căng phết đấy chứ nhờ. Kia nhiều tay quá. Vừa công vừa thủ được. Lại còn móc máy nữa. Ai à. Đâu đây. Sẻ chuẩn bị tìm một cái rừng mới thôi. Cái rừng của 6 giờ đang rất hạn chế rồi. Phải liên tục như thế này. Phải tràn được ra 9 giờ để tìm hướng ăn rừng 9 giờ. Đây cho cái đồ chim sẻ. Ví dụ như ra hẳn ngoài này bo lại để cái rừng ngoài này. Đây. Bên trên này. Và đối phương bắt đầu đủ củng nhà chim sẻ. Hàm lại sẻ bây giờ đang số là 74. Một chiếc nhà bên mới để có thể bắt đầu đủ. Đây bắt đầu lao vào. Chốt kè ruộng không? Rồi chốt được kè ruộng đôi bạn cũng rồi vào bàn 9 giờ luôn. Rất đông quân này cho một đội hội Elo và anh Phan Chiến. Và đội bạn đang thực sự là rất rất nhiều thao tác tay. Tiếp tục điều R dành cho đủ chim sẻ. Đây cũng đợi bạn trong nhà đây. Chỉ còn có một con thôi. Tham lai 80 tới từ cái củ chim sẻ nắng và lại tiếp tục bị vẩy e rồi. Căng nhờ. Này bị lủng ruộng chính nữa kìa. Còn là bắn vào trong ruộng. Và bỏ gỗ bị bắn vào. Cay thế nhờ. Ây da. Đau đấy nhá. 71 đó là tham lai tài đến cho bài lúc này. Mặc dù ra lên đầu máu từ rất sớm. Bây giờ đội bạn đang móc máy nhiều quá. Nhiều tay quá. Đội đánh cửa nét vậy. Vâng, dân gỗ sẽ nằm la liệt rồi. Được rất nhiều. Không có gỗ, tỷ số sẽ là 3 đều trong buổi tối game này. Khó nhờ. Nên là đầu báo tưởng ngon rồi nhưng không ngon tí nào anh em ạ. Đội bạn đông quân quá. Và nhiều tay quá. Mark C 4. Ây à. Mark 4 anh em ạ. À, rồi. Ủa các bạn này giá nhỉnh hơn chúng ta một tí anh em ạ. Nhưng mà mai Mark C lại có rừng khung rồi, vàng trong rồi. Khép góc 6 giờ rồi. Lét rồi. Đây là một quả đầu 6 cây đến từ cái thủ chim sẻ Max C và sẽ đối đầu với Fodesian bên phía đối phương. Lại cùng xem là bài Max C này sẽ có một trận đấu như thế nào đây. Chạy ra chạy vào này. Rồi làm vào bây giờ chấm ghe nữa nào. Có vẻ kín rồi. Mặt 3 giờ nữa mà có thêm một cái rừng đẹp thì tuyệt vời luôn. Chúng ta đóng cái đầu bên đấy cũng được. Cái đầu đóng bên kia thì khơi khoai. Không ai chậm dần thêm đầu. Đây rồi, có thêm rừng nhưng mà rừng này cũng xấu. Lại còn có, chỗ này đóng được BBM. Chốt được nhà cứng đây. Nhà quân đóng mặt còn lại. Quan trọng bây giờ là đồ ăn thôi. Rừng xấu thế. Hiệu đầu đây rồi. Đùa mới như này về nào. Bóng giò Maxi rất rộng. Hiệu đầu 5 con voi một đôi nào. Có vàng nữa. Cần bỏ vàng này liệu có đôi voi hay không. Chấm thêm một cái E tới từ cái đủ chim sẻ. Hiệu đầu một voi. Nhưng không có chỗ đóng E đẹp. Cánh rừng nó rất xấu. Về cái vị trí đóng E đều hướng ra bên ngoài nhà của cái đủ chim sẻ. Đây bây giờ sẽ đưa về tới từ bài đấu này. Ôi giúp cận đôi nhờ. Cận đôi rồi. Gậy là cái chắc rồi. Trên dân. Lao đầu ngay vào đôi sư tử anh em ạ. Cay thế, chung kết rồi lại còn gặp đôi sư tử nữa. Hỏng đôi rồi. Đây bây giờ sẽ đưa về. Rồi thêm vòng nữa đi dò thôi. Như vậy là theo ông tin nhận được là bộ đôi Xuân Thứ và Tùng VIP đã sẵn sàng rồi anh em ạ. Xong trận này chúng ta sẽ đối đầu luôn bộ đôi Xuân Thứ và Tùng VIP rồi. Rồi còn vào thứ hai. Gồng mình trong trận đấu này nào. Thêm bầy hiệu nữa, hơi nát. Giờ có một quả cơ. Ed đầu đóng vươn ra bên ngoài, tới chim sẻ. Voi đã được đưa về.
Quà đấy. Xin một quà nào. Oh my god. Né được rồi. À, con voi đầu tiên sẽ đưa về. Ui rồi. Không có quà thì đây vẫn là một bài đấu xấu các bạn ạ. Thề với anh em luôn. Sư tử 5 con quanh nhà thế này thì ai mà chịu được. Thôi đi ăn hiêu rồi. Chốt ăn hiêu đến chim sẻ. Quyết định nhanh. Nhưng mà vẫn cố dò thêm một tí nữa. Tách một dân câu gọi. Đây rồi quả đây rồi. Đổi hướng. Nhiệm BG luôn. Con voi tiếp theo sẽ đưa về con voi thứ hai. Quả đầu đã bắt đầu được chơi. Thêm ra lên gỗ kích đời 7-5x với bài 26 dân trừ 1. Ép đời là rất mắc đến từ cái vụ chim sẻ nắng rồi. Với bài Max C như thế này. Ôi ở đây rồi. Quả quê về rồi các cụ ơi. Khỏe nha, cho nhiều dân ăn quả lên để con kéo về. Voi đã về rồi, tách ngay dân ra câu hai con voi kia. Nhanh còn kịp. Trung tăng dân đang đứng ăn voi ở nhà rồi. Rồi câu đôi voi này về BB kín luôn rồi. Đưa voi về vàng thì kinh cóc rồi. Nét quá rồi. Nhưng một con vẫn quay đầu. Tay của dân gỗ ra câu tiếp. Và xuống dốc lần này cần phải chú ý. Xuống dốc thì phải đi chữ Z anh em ạ. Dích dắc một tí. Chia sẻ quyết định đi thẳng luôn. Hai tay hai voi. Con voi thứ ba giải quyết. Con voi thứ tư lẹt quá. Hai mươi mấy dân rồi bạn ơi, chưa kịp nhìn. Lên đời xong rồi, đây xe BL. BM đóng bên kia mỏ gỗ. Đây là BM, chuẩn rồi. Đối đầu với Phonician bên phía đối phương. Và giải quyết con voi này. Ok, lét. Thêm dân ăn vàng. Cười. Hơi chậm bởi voi về chậm. Vẫn trong đầu 10 là được. 10 phút 46 với 25 dân của Max C. Chính xác là bài 26 dân trừ 1. Trận này không cộng dân. 5 dân ăn vàng. Đây là BS ăn vàng đến từ thủ chim sẻ. Ok luôn. Bài này cơ cấu là cơ cấu ép đời như vậy là mắc của mắc rồi đấy anh em ạ. Đã có giỏ. Và đang dần kín nhà. Lên giáp trước à? Lên công thôi chứ. Mỏ quả bên trong rồi. Ôi, về. Bò nhỏ à. Ôi. Nhà chưa kín nha. Nét. Rồi vào trong một quả đôi bạn đã. Nốt mấy ghe đi. Nét. Nét không. Vẫn giữ được thế này. Cho đôi bạn như là công giáp anh em ạ. Đây. Lét. Hay ra. Lét. Rồi. Đã nét nhưng mà cũng mất giò. Đó là cái giá phải trả thôi. Các bạn sẽ kẹp cung R, đó là điều chắc chắn anh em nhá. Dân ở nhà đã được chơi. Cần phải chơi được con giò đội bạn đánh chém thôi, y thủ nào. Y đóng chéo được. Đang chờ gỗ. Một y. Bài này phải là hai y. Chứ một y là không xuể. Giáp cho y và có BA đội bạn rồi. Bây giờ làm sao để dìu dân kia về. Bây giờ phải có y mới dìu được về anh em ạ. Chém dân ăn quả đối phương. Đã có bánh xe luôn. Một dân nằm xuống. Tạch mỗi chỗ một tí nào. Y2 đóng chéo được. Y2 nhưng đóng thế này thì nó sẽ nở chỗ BM. Không ổn. Nè ra mà đóng. Rồi chém được dân mỏ gỗ đội bạn. Đây mỏ vàng hay quá. Đang tách chém từ nguyên thủ chim sẻ bên kia cũng đang cho là đá đứng kê nha. Một y thủ. Bao giờ mới có y để đẩy ra đây thì đội bạn sắp có cung đời đến nơi rồi. Lại tiếp tục thả mỏ gỗ. Thêm ruộng nữa đến từ nguyên thủ chim sẻ nắng. Có cung đời đối phương. Mất tâm dân này rồi. Thôi bỏ. Đành bỏ vậy. Cố gắng đào đảo để câu giờ ăn dân đối phương. Hay quá rồi. Và nhiều những cái ruộng hình cánh hoa này cho đội bạn. Từng dân một.
thì đã có rồi, đến xiên thôi. Vâng, ôi rất cần một cái E2 đến từ chim sẻ nhắng, rất rất cần một cái E2. Anh cho chém chết lòng vòng nhớ đạo con dân ở trong cái khoảnh ruộng đấy đi. Cần lắm một cái E2. Quan trọng nha. Rồi E2 một chút kem bên trong nữa lên chiêng. Hay quá rồi. Nét rồi. Cái này là mọi thứ nằm trong chúng ta đấy các bạn. Các bạn có Y đối phương cũng chơi Y với chúng ta. Chơi Y như thế này không chuyển được ra. Rồi lùi lại với ghe trong đây. Hai lớp luôn. Ok trong cái Y này. Xiên con lạc đà này đã. Rồi xiên được con lạc đà, xiên được con ngựa đỏ. Xiên được con ngựa đỏ nữa, hay quá. Thả bỏ bàn với bạn, hay đều. Nó sẽ có chiêng, nó sẽ có giáp. Rất ngon rồi. Rồi xiên vào mỏ vàng các bạn bắt đầu chạy vàng. Cung đờ bắt đầu tỉa vào mỏ gỗ chim sẻ thoải mái đây. Cung đờ không sợ. Cung A mới sợ, cung đờ không ăn thua. Y là bạn cũng có giáp rồi, ấy à. Đỏ mỏ nhờ. Nguy hiểm đấy. Thả chém mỏ gỗ nào, mỏ vàng nào. Đang cố gắng ra dần tới từ cái đủ chim sẻ trong trận đấu này. Y giải quanh nhà. Xiên chạy rất nhanh nhờ đối phương. Lại chạy rồi. 34/96. Bạn 3 giờ vẫn đang có cung đờ đúng bắn. Để các bạn chú ý trong tuần này. Đây. Bài Max sẽ cung nhà. Cái bài của bộ đôi anh Hội Elo và anh Phan Chiến còn sóc cung R và còn sóc Y như này ấy. Tôi thề bạn luôn không lên cung A đâu. Bài không cung. Nhưng mà dường như đang đóng cái nhà gì đây. Cùng chờ nào. Chưa biết là nhà gì. Rồi, cố ăn thêm một lần nữa. Vâng, thêm một sinh nhà bét mới để có thể khai thác gỗ là nhờ chủ chim sẻ. Vâng, có Y3 không? Hay sẽ chỉ là 2 Y thôi. Làm cái E nữa đây rồi. Cung R là bạn bắt đầu đông hơn. Nhưng chúng ta đã có chiêng. Không sợ cung R cho lắm. Bây giờ đấu pháp của chim sẻ nắng sẽ là gì? 2 hay 3 Y? 2 Y liệu đã đủ hay chưa? Vâng, như vậy là quyết định ưu tiên cái giáp 4 cho Y trước. Và bò hai lớp dần từ mặt 9 giờ vào đi. Hôm nay chúng ta bò mấy cái E đấy rồi. Đây, cung R đang dỉa Y. Ta phải có con Y giáp 4 đã anh em ạ. Đây, cung R là bạn đây. Riêng cung R không bao giờ đụng được cái bài Max C này luôn. Một cái BG chay nữa đến từ cái đủ chim sẻ. Cái bài Max C này cũng đến như kia anh em nhá. Đây, mỏ vàng rồi bạn đây rồi. Xiên mỏ vàng đã. Tách vào mỏ gỗ nữa. Tách vào khoanh ruộng luôn. Làm sao? Công 4 luôn. Vậy và có Y đi cùng dành cho bộ đôi anh Hội Elo và anh Phan Chiến. Nhưng Y của bạn là ít hơn chúng ta rất nhiều. Mỏ vàng của bạn đã bay, mỏ gỗ đã bị xiên. Hay quá em ơi. Đây rồi. Cảm giác cứ cầm mấy con cung A với mấy con cầm tăm này nghe đơn giản quá anh em ạ. Y giáp 4. Nó chuẩn bị công 4 nâng cả đào vàng luôn. Bay ruộng để cho bộ đôi Hội Elo và anh Phan Chiến. Nhưng đây vẫn chưa phải là chiến thắng cho chúng ta. Chúng ta cần nhiều hơn thế nữa. Ai da. Vâng, gom được đi rất to rồi cho đội bạn. Vâng, nhưng ruộng của bạn vẫn bị cày. Ta đang là Y công 4 giáp 4 anh em ạ. Không hề sợ những con Y của đối phương. Phá vẩy em bắt Y dành cho game thủ chim sẻ. Nét quá rồi. Hay quá các bạn, không để ý điều quân dành cho bộ đôi Hội Elo và Phan Chiến. Tỷ số sẽ là 4-3 dành cho game thủ chim sẻ thôi. Không cửa thua trận đấu này nữa rồi. Không có cung A hai áo thì không có cái thế lực nào có thể đục thủng được cái bài Max C này cả. BC tới từ chim sẻ, bây giờ chúng ta có thể sẵn sàng cày nổ cả BA đối phương luôn. Cày tất và cày cả đất xung quanh. 2 Y là đủ. Đây, 2 Y vẫn cứ sắp siêu đều với lực ruộng như thế này, khỏe như thế này. Tí nữa mà vâng, như lại còn chuyển cả A nữa cơ. Đá bắt đầu có BA đấy, chim sẻ. Vâng, đang tách Y vào cày nát nhà đối thủ. Cung đờ diểm con Y Max C này rất lâu và cực kỳ khó để có thể hạ gục được con Y Max C. Các bạn có thể thấy cung A một áo được nâng cấp. Tí bung nhà chính ra ngoài ăn vàng là xong. Khi mà chúng ta có cung A hai áo, bỏ vàng trong nhà sẽ hết.
Và lúc đó ra ra ngoài ăn vàng và nở cung à. Chuẩn chỉ luôn chứ còn gì nữa. Đây. Y đây, tặng anh một chấm. Tặng anh ta một chấm luôn. Một chấm luôn. Kiệt. Ok các bạn ơi. Nếu con Y công 4 ra 4, nó đang phát huy tối đa tác dụng của mình. BA thứ 2 tới chim sẻ ở nhà cung đờ định lao vào nhưng không cửa. Nâng cấp cung A2 áo. Vâng, cái nát nhà của bộ đội hội Hello phản chiến thắng rồi anh em ạ. Không cửa thua trận đấu này rồi. Nhìn Maxi đi chậm thôi mà nó hiệu quả là được anh em. Giờ là bạn không chạy dân nữa rồi. À, mấy cung đời đi rỉa y, rỉa thoải mái. BA thứ 3 không cửa công luôn, mặt này cắm hạn đi ra đây đứng là xong. Cho hẳn 3 con cho nó cẩn thận. Dành cho game thủ chim sẻ. Còn đây là nhà đối thủ đã nát. Và các bạn đã đứng sau để tỉa rừng chim sẻ nhưng y về đây rồi. Thì không thể tỉa được nữa, 3 nhà BA. Đợi gỗ tăng nhà BA thứ 4. Sau đó ép đủ gỗ ra ngoài vùng nhà chính ăn vàng. Thế rồi. Tạm lại là 54 dành cho game thủ chim sẻ rồi. Chúng ta có thể lựa chọn đó là cày BE đối thủ bằng 3i dành cho bộ đôi anh hội Hello phản chiến. Nhưng tôi thấy giật rồi anh em ạ. Giật giật rồi. Quýt chưa cay cay. Quýt. Và tỷ số là 4-3 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Siêu. Trận này đến với cuộc đối đầu cùng Xuân Thứ và game thủ Tùng VIP anh em nhá. Hơi đáng tiếc thì bộ đội hội Hello phản chiến mặc dù chất quân trận chung kết là nhìn hơn nhưng bài Maxe của sẻ lại khung quá anh em ạ.